để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam và cũng để giúp cộng đồng người Việt chúng ta có phương tiện truyền bá tin tức một cách hữu hiệu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình Việt cử đầu tiên tại Nashville trên đài 19 Cable Comcast. Xin quý vị nhớ đón xem. With the hope of keeping our Vietnamese culture alive to pass on to young generations, this program is intended to distribute information, to teach the Vietnamese language, culture, and customs, and to pay tribute to our motherland with songs, traditional dances, and the art of the Vietnamese cuisine. We now present to you this program that we feel will contribute to the cultural richness of our new country, the United States. Due to the length of the program, we cannot speak in both languages, Vietnamese and English. If you have any questions, feel free to write to us at Vietnamese and Nashville, 5309 Franklin Pike, Nashville, Tennessee, 37220. We will answer in English if you so request. We hope you enjoy the show. You are watching channel 19. Anna menonton channel 19. Nyní sledujete kanál 19 z České republiky z Prahy. You are watching channel from Prague, channel 19. You're watching channel 19. Tú estás viendo China 19 en Madrid. Kanál Boxen is it Czech. You're watching channel 19 from Amsterdam, the Netherlands. Kijk naar kanaal 19 uit Amsterdam in Nederland. You are watching channel 19 from Berlin. Du schaust channel 19 von Berlin. You're watching channel 19 at Rottingham in Sweden. Hej, ni tittar på kanal 19 från Sverige, Rottingham. You're watching channel 19 from Helsinki, Finland. Katsot kanavaa 19 Helsingistä, Suomesta. Bienvenue à Paris, regardez la 19e chaîne, c'est excellent. Excellent. You are watching channel 19. Minh Thu xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Đã từ lâu chúng tôi muốn làm một chương trình về đời sống của tất cả gia đình người Việt tị nạn Việt Nam sau 1975 khi đến Mỹ. Và hôm nay chúng tôi mới hân hạnh được mời bà Dung Quan để lên chương trình của Đài Truyền hình 19 nói về tâm sự và tất cả những khó khăn của hầu hết gia đình Việt Nam chúng ta đều phải bị rơi vào một tình trạng khó khăn khi tất cả phong tục tập quán bị đảo lộn khi đến nước Mỹ. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bà Dung Quan. Em chào chị Dung. Chào Minh Thư, chào quý khán thính giả Đài 19. Đã từ lâu em muốn làm một chương trình về những cái chuyện mà tất cả gia đình Việt Nam chúng ta không ít thì nhiều đều rơi vào trong tình trạng khó khăn này. Và hôm nay em mới hân hạnh được nói chuyện với chị, vì chị em thấy chị có thể giải đáp thắc mắc được những một ít nhiều trong cái chương trình này, tại vì chị đã sang Mỹ từ lâu và làm việc xã hội rất nhiều. Em xin hỏi chị, cái câu tam tòng tứ đức theo chị nghĩ có thể áp dụng được ở đây không?
Thưa Minh Thu, câu đó mình rời Việt Nam nhưng mình không có bỏ tất cả những cái gì mà mình bỏ lại ở Việt Nam về vật chất. Thì mình đi qua nước Mỹ, mình cũng đem những cái gì hay của Việt Nam qua đây. Thì cái câu đó nó bao hàm rất nhiều cái ý nghĩ và ý nghĩa của gia đình Việt Nam. Mình phải lựa chọn những cái gì nó hợp cho cái thời gian và không gian, thì trong đó mình cũng có thể bỏ lại Việt Nam và mình cũng cần đem theo. Theo chị thì tam tòng tứ đức, cái gì nên bỏ và cái gì nên chọn và cái gì hợp thời ở cái nước Mỹ này? Cái bổn phận của người vợ thì là mình trung thành với chồng, trung thành với gia đình. Gia đình ai? Gia đình của mình. Bây giờ chị nói gia đình riêng cá nhân của mình chứ không phải gia đình chồng hay gia đình vợ, phải không? Đối với gia đình chồng đó, thì tại vì tôi theo cá nhân tôi đó, tôi nghĩ đó, trước khi Minh Thu, nói thí dụ Minh Thu đi và tôi, trước khi tôi đi Minh Thu lấy chồng đó, cái người đó đi đến với mình, họ có cái gì? Họ có cha, có mẹ, có anh chị em. Mình trở thành con dâu của gia đình đó, và cái người chồng của mình trở thành rể gia đình này, là anh rể, em rể gia đình này, thì cái mối quan hệ đó nó mật thiết ghê lắm. Nhưng mà qua tới bên Mỹ, ai cũng phải lo gánh vác cho gia đình riêng của mình, bởi vì phần đông mình qua nước Mỹ để chi? Để cho tương lai của con cháu của mình sau này. Thì trách nhiệm mà nói là gia đình, Minh Thu hỏi gia đình nào, thì trước hết cái gia đình nhỏ của mình quan trọng nhất. Bố mẹ hai bên tới cái lúc này đã thay đổi, là bố mẹ phải giúp mình để gây dựng cho con cháu của bố mẹ mình, là con của mình đó. Thì trách nhiệm của chị với của Minh Thu nó nặng hơn, là bởi vì mình không còn ở Việt Nam nữa. Nhưng mà nó nhẹ được một chút là mình bây giờ bố mẹ phải giúp mình để gây dựng cho con mình, chứ không phải mình hầu hạ bên chồng hoặc là đi làm rể cho bên vợ. Cái trách nhiệm nó khác là ở chỗ đó. Cái đó là chị giải quyết xong cái vấn đề gọi là mình nói tòng phu. Bây giờ mình nói tới chuyện tòng tử. Thì ngày xưa đó, nếu mà người đàn bà đó, mà nếu chẳng may chồng mất sớm, khi chị nuôi con cái lớn khôn rồi, thì cái vấn đề quan trọng là thường thường là người con đó phải chăm sóc người mẹ. Mà nói quá đi là mình nói người tòng tử, chị đi theo con. Còn bây giờ theo chị nghĩ, cái tòng tử nó có đúng nữa hay không? Nó đúng. Nhưng mà như chị nói đó, là ở cái nước này nè, mình không có thể bắt buộc con của mình, dâu của mình nó nuôi mình. Hoặc là mình cũng không có bắt buộc là mình phải nuôi cha mẹ mình. Nhưng mà cái trách nhiệm thiêng liêng của người làm mẹ, người làm con đó, trách nhiệm nó phải là một cái trách nhiệm chia sẻ, chứ không có hẳn như đời xưa là nói bây giờ chồng của bà nó chết, bây giờ bà có người con trai, bà đi theo, bà phải đi theo nó sát gánh, đặng bà coi sóc nó, bà thế chồng bà. Mà đứa con bây giờ nó 3-4-50 tuổi rồi, bà cũng phải gìn giữ nó để... Thì bà về nhà đó, ở trong cái gia đình ở Mỹ đó, nó có cái mask. Nói thí dụ như ở cái đời sống ở Mỹ đi, ở nước Mỹ đó, cái nhà có 5 phòng ngủ. Cái phòng nó kêu là master bedroom, cái phòng đó là phòng chánh, thì phòng đó là của vợ chồng. Nếu mà người mẹ đi tới ở đó mà người mẹ nói cái phòng này là phòng master bedroom, phòng của tao, thì không được. Nó đảo lộn đời sống trong gia đình, từ cái hình ảnh đó cho tới cái tâm lý của cái người mẹ mà ở trong cái nhà đó, hoặc là người cha cũng vậy nữa, thì nó không có đúng, thì gia đình sẽ bị xào xáo lên. Chị nói như vậy Minh Thu có thấy là đúng là Minh Thu có nghĩ là chị
quá đáng đó. Thì chị nghĩ như thế này, nó không có quá đáng là bởi vì ngày xưa nó khác, đời nay nó khác. Nó khác không phải là ở cái chỗ mình không còn kính trọng cha mẹ, ông bà mình nữa. Nhưng mà cái sự kính trọng đó không phải ở cái chỗ mà mình làm dâu, làm rể giống như ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó, mình không có để cho bố mẹ mình không nhà, mình săn sóc. Nhưng mà bây giờ là tới cái lúc mà bố mẹ mình cho trả cái quyền làm người trưởng thành cho mình. Em thấy nhiều gia đình đổ vỡ. Cái dư luận nhiều khi chị không thể nào chị sống vì dư luận. Nhưng mà nhiều khi em thấy cái dư luận nó không đúng và nó có vẻ như là bất công với người đàn bà Việt Nam. Nếu một cái chuyện gia đình đổ vỡ đó thì là người ta tự động người ta đổ tội cho người đàn bà. Chị là người làm việc một xã hội rất lâu, theo chị nghĩ cái lý do chính là tại sao nhiều gia đình Việt Nam sang đến đây bị đổ vỡ. Cái đó là 50% người đàn ông, 50% người đàn bà. Tại sao 50% người đàn ông mà là không phải là 80 mà là 50 thôi, mà 50 người đàn bà. 50 là như thế này, nói thí dụ đi. Nói thí dụ hai vợ chồng đi qua Mỹ với hai đứa con, với ba má chồng. Rồi gia đình ba má chồng khó quá, đòi con của mình phải mỗi tháng phải cho tiền để ông bà gửi đi Việt Nam. Rồi cô dâu đó là phải nấu cơm, đi làm về nấu cơm, nấu nước để hầu hạ cha mẹ. Riết rồi cái cô này cũng kiệt sức, thì nó đi tới cái chuyện đổ vỡ. Tôi nói như vậy đó là lỗi 50% của người chồng, 50% của cô này. Tại sao 50 của cô này, trong khi đó người đàn ông là cái người có cha mẹ. Người đàn ông lỗi nhìn vô đó thì lỗi của cái anh đó chứ không phải lỗi của cái chị này. Tại sao cô để cho cái chuyện nó xảy ra từ bước đầu? Cái gì mà nó không đúng rồi đó, mình nên ngồi xuống nói chuyện với gia đình. Cái quan trọng nhất mà người Việt Nam của mình không làm đó là ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cái người đàn ông có sợ cái chuyện anh nào ngồi xuống cho em nói với anh chuyện này đó, người đàn ông kiếm đủ thứ lý do để cáo lỗi. Nó tôi để bữa khác, bây giờ có khách, có cha có mẹ ngồi đây, con ngồi đây nè, chuyện nó để tối đi ngủ nói. Không, cái chuyện quan trọng trong gia đình đó, ngồi lên bàn một người một ly nước ngồi xuống nói chuyện, chứ không phải chuyện đó là chuyện đem đi trong phòng ngủ để cãi lộn với nhau. Thì cái đó là lỗi của người đàn bà. Chị nói 50% là như vậy đó. Còn 50% của người đàn ông á, là khi mình lấy vợ rồi, mình phải cái người đàn bà đó là mẹ của con mình. Mai mốt cái bà đó bả thành bà nội bà ngoại của con mình nữa, thì người đàn ông phải kính trọng người vợ của mình. Đó là chị nói khi cái gia đình đổ vỡ đó có là một cái sự hiện diện của bên vợ hoặc bên chồng, đúng không chị? Dạ. Em nói bây giờ em muốn nói thêm một trường hợp nữa là giữa hai người không có bên vợ bên chồng, mà tại sao sang nơi đây cũng vẫn có nhiều gia đình bị đổ vỡ? Theo chị nghĩ là vì tại sao? Có khi tại họ không thương nhau nữa. Có khi người đàn ông không có trách nhiệm, người đàn ông không đi làm, rượu chè bê bét chơi với bạn, rồi họ để vợ họ làm. Hoặc ngược lại, những người đàn bà đi sửa sắc đẹp, xe xua với bạn với bè, chồng làm việc rất nhiều, nhưng mà có đòi thêm hoài, nói con bạn của em nó có xe mới, em muốn mua chiếc xe mới. Có người đàn bà cho tới nỗi làm cho đẹp, làm đủ thứ hết trơn, để chi để chồng mua cho cung phụng vật chất. Thì cái đó cũng là những cái nguyên cớ để cho vợ chồng không có thuận thảo với nhau. Rồi ở nước Mỹ thì nó có một cái mà mình khác ở bên Việt Nam ấy, là mình có tin tức nhiều nè, có TV, cái người ta có cái dịp để người ta nhìn xa, người ta hiểu rộng hơn, thì cái sự đòi hỏi về tinh thần nó cũng nhiều hơn hồi ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình chỉ biết cái mái ấm gia đình vợ chồng thôi.
còn cái chuyện hạnh phúc gia đình hay là cái suy nghĩ về cái nhân quyền, cái quyền làm người của ở bên Việt Nam nó hẹp hơn ở đây. Mà một khi mình trưởng thành ở đầu óc của mình rồi đó thì dĩ nhiên mình đòi hỏi nhiều hơn. Em nghe nhiều người than phiền là nhiều người đàn ông sang đây đó vẫn là có cái tính cách gia trưởng, chồng chúa vợ tôi. Hoặc cũng em cũng rất nghe nhiều người đàn ông than phiền là người vợ sang đây đó, người ta nhìn thấy người vợ không phải là một người vợ ngày xưa ở Việt Nam nữa, cũng đi đến gia đình đổ vỡ. Thì theo chị, cái lý do đó có đúng hay không? Cái lý do đó đối với cá nhân của chị thì không có đúng. Nha. Tại sao? Không đúng là như thế này nè. Mình mất nước, mất Việt Nam, mình ra khỏi quê hương của mình ở một cái xứ mà chung quanh cây cỏ rồi nó khác hết trơn, mình buồn lắm. Người đàn ông phải hiểu là mình đã ở nước Mỹ, mình được đi xe hơi một cái đường rộng rãi, đi xa lộ freeway không à, thì cái đó là cái mà mình được trong cái sự lựa chọn khôn khéo của mình rời Việt Nam. Nhưng mà cái mất của mình trong cái sự lựa chọn này đó là mình mất đi cái người đàn ông, mất cái chuyện mà chồng chúa vợ tôi. Tại sao? Tại ở cái nước văn minh này nè, không có cái chuyện chồng chúa vợ tôi. Thì ra người đàn bà của chị em mình á hiểu rằng ở cái xứ này nam nữ bình quyền. Bình quyền đó không có phải là người vợ leo lên đầu người chồng. Không có ai lên đầu ai được hết, tức đều công bằng với nhau. Bình quyền, cái chữ bình quyền đó, nhiều người nói lia lịa cái chữ đó hoài nhưng mà không có nghĩa là bình quyền có nghĩa là gì. Bình quyền có không có nghĩa là người đàn bà có thể ăn hiếp chồng. Nhưng mà bình quyền là hai bên phải tương kính lẫn nhau. Bởi vì người đàn ông qua xứ này mà không có kính trọng người vợ mình thì dĩ nhiên người đàn ông thì người đàn bà trả lời lại, hoặc người đàn bà tranh đấu cho cái quyền của mình. Thì mấy ông đàn ông nói vợ tôi bây giờ nó khác rồi, thôi để tôi về Việt Nam tôi cưới vợ nào mà rất là Việt Nam, nó qua đây nó nghe lời tôi. Dạ thưa các anh, không có vợ nào nó qua bên xứ này mà nó nghe lời mình cái kiểu đó đó. Thuận thảo với nhau thì có, nhưng mà cái chuyện mà nghe lời một ông chúa trong gia đình thì tôi nghĩ là các anh đợi tới trăng lên 12 giờ trưa cũng không có cái người đàn bà mà nghe lời cái kiểu đó nữa. Mà theo em nghĩ đó, cái câu chồng chúa vợ tôi ở bên Việt Nam, riêng em nghĩ có đâu có đúng. Tôi biết, chị làm việc với nhiều gia đình lắm, chị biết. Qua bên nước Mỹ này cũng có một vài, cũng chị gặp nhiều cặp vợ chồng chúa vợ tôi nha. Cái ông này đó, ông HO, ông qua đây năm 93. Ông nói là ông vợ của ông không được đi làm. Tại vì từ đó tới giờ mẹ của ông không đi làm. Bà vợ ở Việt Nam, ông đi lính, vợ cũng không được đi làm. Thì mình mới hỏi gì chứ, vợ anh không được đi làm ai nuôi? Nói cha mẹ tôi với cha mẹ cổ. Tôi nói vậy ai đi làm hai bên cha mẹ? Thì không lẽ giờ mình lớn tuổi, mình ba mươi mấy tuổi rồi mình cứ ăn bám cha mẹ hoài sao? Thì qua nước Mỹ này chương ướt chương ráo, cho vợ đi làm đặng cho gia đình rồi nó sống thoải mái hơn. Thì ông nói không được, vợ tôi đi ra đường cho vợ ra ngoài đường là nó hư đi, nó phải ở nhà. Thì cái bà đó tôi cũng chú ý, thành ra thỉnh thoảng tới nhà chơi. Bà đó không bao giờ ngồi xuống cái bàn mà để nói chuyện. Bà bưng nước ra cho tôi với ông đó ngồi nói chuyện. Thì tôi cứ đòi cho được là chị ra ngồi nói chuyện với tụi này, kể chuyện đi kinh tế mới, kể chuyện đi nuôi chồng ở trong tù rồi sao cho nghe. Thì ông nói không có sao đâu, chị muốn hỏi gì chị hỏi tôi nè. Tôi nói không, anh không phải là cái người bưng gạo, bưng thuốc đi vô trong trại tù, đi từ Sài Gòn ra Hà Nội để nuôi chồng. Anh là người ở trong đó bị ở tù và được nhận quà, được sự thăm nuôi của vợ. Anh không phải là vợ, tôi muốn nói chuyện với vợ anh mà. Thì ổng cũng ngại lắm, ổng rất là mắc cỡ. Thì cái chị đó
khi mà tôi mời chị ra nói chuyện, cái mặt chị sáng trưng lên. Tại sao? Tại vì đó là lần đầu tiên chị được nói chuyện với khách. Chứ đó giờ đó, những cái gì đó mà người khác nghe về vợ ổng là qua ổng kể lại không à. Thì nhiều cặp vợ chồng như vậy đó mới nảy ra cho chị cái ý là hồi năm 93. Chị thương mấy cái bà mà bị chồng ăn hiếp, chị thương mấy bà vợ của mấy anh đi ở tù. Chị mới xin tiền của Mỹ để chị lập, chị mở ra một cái ngày để vinh danh các bà vợ của những anh bị ở tù. Cái ngày đó vui lắm, có chừng 700 người tới cái tiệc đó. Thì trong buổi tiệc đó là chị mời một người đàn bà lên nói chuyện. Cái tỉnh này của chị ở là có lúc đó có 30 mấy ngàn người Việt Nam, kiếm đỏ có mắt, không có bà nào dám ra nói hết á. Nói em muốn chị lên chị nói tới cái khổ sở, cái cực nhào, cái lo sợ của người đàn bà có chồng ở tù, không ai dám nói. Mình năn nỉ chị này riết rồi cái bữa đó mình nói chị, mình nói em hỏi chị nha, chị sợ ai mà chị không dám lên nói? Chị nói không có sợ ai hết trơn, là tại vì không có quen than thở. Tôi nói không, tôi nghe hoài à. Mình ngồi trong nhà bếp mình nói ra, mấy chị kể những chuyện mà tôi khóc mà. Nhưng mà tại sao đứng trước công chúng chị không nói? Chị nói là tại vì cái đó là cái khổ mà tất cả mọi người đều chịu hết. Thì nếu mà mình có than thở đó, thấy giống như mình kể ơn. Tôi nói không, chị không có kể ơn, bởi vì cái ơn của chị đó không có ai trả được hết trơn á. Nhưng mà nếu chị nói ra để cho nhiều người, trước hết nói ra để cho nó vơi trong lòng của chị, mà chị nói là chị nói dùm cho tất cả đàn bà ở trong cái buổi họp mặt đó nữa, rồi cái bà chịu ra. Thì bà nói xong cái ngày đó bà nói rất là hay, ai cũng khóc hết đó. Tới chừng bà xuống rồi đó thì có một người đàn ông tới nói với tôi, bà nói, ông nói cô, trước khi mà cô mời cái bà đó lên đó, cô không hỏi tôi. Ông là ai? Ông H.O. Tức là ông không phải là chồng bà? Không. Trước khi mà chị mời cái bà này đó, chị không hỏi tôi. Cái bà đó, trước hết đó là chồng bà đi ở tù 21 năm. Mà bà có khổ sở gì đâu. Bà có khổ sở gì bà đâu á. Bà có khổ sở gì đâu. Là vì gia đình bà khá lắm. Tôi hỏi anh à, anh muốn cái bà này bị cái gì? Cục tay, cục chân hay đuôi con mắt trên con đường đi thăm chồng sao? Tại vì bà này đẹp lắm. Dạ. Nha. Rồi cái ông nói đó, bà đã nói không hay. Tôi nói mấy ông có cho mấy bà này ra ngoài nói cái chuyện bao giờ đâu mà nói hay không hay. Dạ. Nha. Mà cái người nói hay đó chưa chắc gì cái người tôi muốn nghe. Dạ. Thì sau cái chuyện mà chị tổ chức rồi đó, mấy người đàn bà ở Atlanta này tới bây giờ nè, nghĩa là 93, bây giờ năm 2010, mấy chị thỉnh thoảng đi ra đường gặp chị cũng đều nói chị Dung à, cái bông hồng mà chị đưa cho chồng tôi gắn lên áo tôi đó, tới giờ tôi cũng còn để dành trong tủ kiến á. Dạ. Thì cái đó là một cái để cho lần đầu tiên các chị được người ta vinh danh, được người chồng viết thơ. Tại vì cái ngày mà chị tổ chức đó, chị đặt ra giải thưởng, ai mà viết giỏi, viết hay về vợ mình hay mẹ mình đó, thì được hạng nhất. Hạng nhất 100 đồng nha. Dạ. Hạng nhì là 50 đồng, thí dụ vậy đó. Thì mấy chị rất là vui. Rồi mấy ông đó, từ cái đó đó mấy ông mới suy nghĩ à, mình cũng nên để ý tới cái nhọc nhằn của vợ mình. Mà mình đó nó cũng như là cái huy chương gắn trên áo của người lính Việt Nam Cộng Hòa, là mình có một người vợ, mà người vợ đó đã chịu đựng khổ cực với mình trong thời mình đi lính, đã khổ sở nhọc nhằn trong thời gian mình ở tù. Chỉ làm như vậy đặng chi để cho mấy chị được
được mấy chị được người chồng, không phải được người ta đứng lên cầm micro người ta khen mấy bà, nhưng mà được trong gia đình đó, người chồng với người con mới nhận thấy là à, má mình cũng không có ở tù, nhưng má mình cũng khổ, không có kém gì ba mình. Thank you for watching Channel 19 from Copenhagen in Denmark. Tak fordi I ser Kanal 19 her i København, Danmark. Merci de regarder la 19e chaîne. Lê Phương Uyên xin kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, Đài Truyền hình Việt Nam phát hình 4 lần mỗi tuần. Thứ hai từ 6:30 tối đến 7:00 tối. Thứ năm từ 8:00 đến 8:30 tối. Thứ sáu từ 3:00 đến 3:30 chiều. Và thứ bảy từ 1:00 trưa đến 1:30 trưa. Xin quý vị nhớ đón xem.